Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa, gây nhiều gầu và rụng tóc. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.